người Do Thái chuẩn bị cho ngày lễ vượt qua tiến từ Jerusalem. Hôm nay là ngày cuối cùng đã chuẩn bị cho lễ vượt qua của người Do Thái, sẽ bắt đầu vào lúc mặt trời lặn vào ngày thứ hai. Tại các khu vực chính thống Do Thái giáo ở Jerusalem, người dân xếp hàng để chờ nhúng nước sôi dụng cụ nhà bếp dùng nấu bữa ăn trong ngày lễ cấm dùng thực phẩm có chất men. Ông Shaman giải thích là việc trụng nước sôi dụng cụ làm bếp và chén dĩa, nói rằng cả năm ai cũng ăn bánh mì, nhưng trong tuần lễ vượt qua, ngay một miếng bánh mì nhỏ cũng bị cấm, cho nên dùng nước sôi để rửa sạch. Lễ vượt qua là lễ kỷ niệm thời kỳ người Do Thái chạy trốn cảnh nô lệ ở Ai Cập. Trong thời gian lễ thì người Do Thái cử ăn lúa mì, lúa mạch, đọc kinh diễn tả cảnh đau khổ trong thời kỳ sống ở Ai Cập và hành trình chạy trốn trong sa mạc.